Xin chào mừng tất cả mọi người trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên. Anh em nào mà chưa đăng ký, chưa nhấn subscribe thì các bạn vui lòng đăng ký theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Chào các bạn, hôm nay là ngày 14 tháng Chạp âm lịch. Thì chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thôi cho là chúng ta bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Thì cho nên là mình cũng có đôi lời là anh em nào mà các bạn muốn mua lan thì các bạn nên mua từ bây giờ. Thì chỉ còn ít ngày nữa thôi thì bọn mình cũng không bán nữa, mà người dân người ta cũng không đi rừng nữa. À, thì đến lúc đó các bạn có hỏi mua lan đơn cam thì mình cũng chịu. À, thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn thì ba loại đơn cam. À, cùng là đơn cam con tôm hết nhưng mà mình có chia làm ba loại. Loại thứ nhất là hàng nguyên bản nha các bạn. Đây là nguyên bản nhỏ nè. Đó. Cái giống này nó vậy nha các bạn xem này, nó chỉ có 1-2 cm là nó đã có quả, này. Tức là nó đã ra hoa xong nó đậu trái. Mọi người thấy không? À, những cái này là chuẩn bị sưng thôi, các bạn về trồng các bạn chơi thì sắp tới nó sẽ sưng nụ và nó ra cái hoa màu cam rất là rực rỡ luôn. Nhìn nó như đống củi mục củi khô thế này thôi nhưng mà khi ra hoa thì các bạn sẽ bất ngờ. Thì một phần như này là có 5 mầm, 5 cục nguyên bản là mình bán với giá 350, thì trong đây là có một số phần như thế. Thì mình đã chia rồi. Các bạn lưu ý là mình bán theo mầm nha các bạn nha. Mình bán theo combo không bán lẻ. Combo này là 350. Đó. Đó. 350 các bạn. Thì có to có nhỏ nhưng mà đa số là mầm nhỏ nhỏ thì mình đã phân loại cân đối và đều nhau hết, không thiên vị ai. Tại vì 70 mấy gần 80.000 người theo dõi cái video của mình thì không 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 thể nào mà quen biết hay là nhân nhượng ai ưu tiên cho ai hơn ai. Cái loại thứ hai là cũng là đơn cam nhưng mà hàng rơi nha các bạn. Hàng rơi này vẫn đảm bảo cho các bạn là các bạn có quăng ngoài vườn 3 tháng sau nó vẫn chưa chết, đảm bảo luôn. Nếu mà các bạn quăng ngoài vườn mà 3 tháng sau chết thì mình đền lại cái khác. À, bà con hái về đang còn tươi lá luôn rồi các bạn thấy không? Đó. Thì những cái mâm như thế này các bạn nhìn nó đơn giản thôi nhưng mà cũng giống như kia thôi, về nó nở hoa rất là đẹp. Các bạn lưu ý nha, mình bán theo phần, một phần đây cái hàng rời này rất là nhiều mầm rời nữa các bạn, rất là nhiều luôn nha. Nói chung là rất là nhiều, anh em chơi có thể ghép lên một cái giò và khi nó nở hoa các bạn sẽ thấy cái độ tuyệt vời của đơn cam. Một phần này cũng giá là 350.000 thôi nha các bạn. Và các bạn lưu ý sắp tới cái thời gian giáp Tết đó, các bạn có hỏi mua mình cũng chẳng có nữa đâu. Thứ nhất là bà con nghỉ Tết thì mình cũng nghỉ Tết. Và anh em lưu ý là mình bán theo mâm và bán theo lô như thế này. Có giá 350.000, các bạn xem và các bạn đồng ý mua thì các bạn nhận đơn. Thì rất là nhiều bạn sau khi mua về các bạn lấy cái cân ra bạn kêu ủa sao có mấy lạng. Tại vì mình bán theo mâm nha các bạn, chứ không phải là bán theo ký. Các bạn lưu ý. Cho nên các bạn xác định mua được thì các bạn mua chứ mình, còn không mua các bạn vui lòng không bỏ bom. Tại vì khách của mình thì cũng rất là nhiều, nhưng mà rất là nhiều khách tốt, nhưng mà trong đó cái vẫn có rất nhiều khách bom. Và mình thì không có cái thói quen là đăng bom, đăng phốt lên trên mấy cái trang. Cho nên anh em vui lòng thông cảm, mua bán hàng online thì chúng ta vui lòng xác định mua được thì chúng ta mua. Rồi, mình chỉ có mấy phần rời nữa các bạn, 350.000. Ngoài ra thì mình có cái lô hàng VIP, hàng VIP chỉ có 3 phần nữa các bạn. Vì sao hàng VIP? Tại vì những cái hàng này nó rất là chất. Các bạn xem mâm nào ra mâm nấy luôn. Đấy. Dài, chắc chắn, khỏe mạnh. Một combo cái hàng rời như này là có 4 dê nha các bạn. Đó. Các bạn xem nè. Một combo dê. Mình chỉ có 3 phần VIP thôi. Mỗi phần này 500. Vì sao VIP thì mình cho các bạn xem từng phần luôn. Đây nè. Như cái phần này các bạn xem này. Đây, hai cục nguyên bản này, hai mâm này. Cỡ này mà ra hoa thì thôi rồi luôn. Thằng này có tới 3 mầm tơ luôn này. Thằng nguyên bản này có một mầm tơ khỏe nè. Và cái cục này có một mầm rất là dài, dài y như giả hạt luôn. Đấy. Bên này thì cục nguyên bản này có hai mầm nè các bạn. Cục này cũng có hai mầm nè. Đó. Cái này một mầm dài như giả hạt luôn, xuống lá. Thằng này cũng vậy. Đấy, như giả hạt luôn. Và cái phần cuối cùng đây. Đây. Một mầm dài như giả hạt. Đây hai mầm tơ các bạn. Hai mầm tơ. Đấy. U này u nú này. Và đây là hai mầm tiếp theo. Đây mầm tơ đây. Nói chung là cái này các bạn cứ về, mỗi mình nói đơn riêng đơn cam, các bạn chỉ cần một cục như thế này rồi là các bạn đã chơi được rồi. Chỉ trồng vào một giò thôi. Nó ra hoa thì tuyệt vời luôn. Các bạn hóng nha, sắp có hoa rồi đó. Rồi và mọi người lưu ý anh em nào mua thì liên hệ số điện thoại của đại trên tiêu đề nha. Cái phần VIP này 500 một phần nha các bạn. Một phần đây, một nè. Đây một phần này, đây một phần. Rồi. Chào tất cả mọi người, chúc anh em có một ngày cuối tuần thứ bảy thật vui vẻ. Rồi, xin chào tất cả mọi người.